Cậu tính chia sẻ lại cho cháu nha. Chia sẻ like mạnh tay cho cháu nha cậu ơi. Chào bác Sơn Vũ ạ, chào bác Nam Duy Ngô nhé. Các bác đang xem like thì chia sẻ like cho em với nhé bác ơi. Em nên giới thiệu với cả nhà mình một cặp bình phay tài lộc nhé, chất liệu là gỗ lim đá. Giới thiệu với lại các bác một cặp bình phay tài lộc ạ. Mọi người ai đang xem like comment cho em xin một chấm nha mọi người nha. Mọi người ai đang xem like comment cho em xin một chấm và chia sẻ like vô trong các trang nhóm giúp em với ạ. Quay gần
Live Shop nhé. Chào anh Lương Trần ạ. Mọi người xem live thiện chí với mẫu này không ạ? Các bác đang xem live ý kiến gì thì comment lên cho em nha mọi người nha. Ngày hôm nay hàng về cập bến rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Cập bến rất là nhiều sản phẩm và mẫu mã thì cực đẹp ạ. Cảm ơn anh Hiếu Dubai ạ. Rồi anh Duy Mạnh có ý thiện chí với mẫu này không anh ơi? Dạ, cái bên này nó bị một xíu thôi anh nhá. Bên này nó bị một xíu thôi ạ. Không vấn đề gì hết nhá. Cái chỗ này nó bị dính rác một tí. Chỗ này có dính rác một xíu ạ. Em vẫn còn hàng nha. Bác nào thậm chí có ý kiến gì thì comment lên giúp em nha mọi người nhá. Các bác đang xem live thậm chí với mẫu nào thì comment lên cho em này. À, gỗ hương mà mẫu như thế này thì không anh nhá. Gỗ hương mà như thế này thì không. Đây, cặp đằng sau này thì không lỗi nhá. Cặp em mới lên thì không lỗi này. Đây, em xoay các bác xem này. Không lỗi nhá, rất là đẹp luôn. Các bác đang xem like thì chí chốt mẫu nào thì comment lên cho em nha mọi người nha. Cặp này rất là đẹp luôn. Bác nào chốt mẫu này thì comment lên giúp em nha. Mọi người đang xem like thì chí với mẫu bình phai tài lộc thì không ạ? Mọi người đang xem live thiện chí với mẫu nào thì comment lên giúp em nha mọi người nha. Một cặp mà bình phay tài lộc ạ. À. Tài lộc chất liệu là gỗ đổi gỗ lim nha mọi người nha. Giá là 1,8 triệu ạ. À. Có bác nào chấm phẩy với mẫu này không ạ? À? Mọi người đang xem live có thiện chí với mẫu này không mọi người ơi, comment lên cho em nha. Hoặc các bác đang xem live thiện chí với mẫu nào thì comment lên giúp em đấy ạ. Để em lên mẫu cho các bác xem live. Các bác đang xem live thiện chí với mẫu nào thì comment lên cho em nha. Em sẽ lên mẫu theo yêu cầu của các bác ạ. Có bác nào thiện chí với mẫu này không ạ? Nếu không bác nào ý kiến thì em qua mẫu nha. Mọi người ơi, mọi người xem, mọi người tương tác với em một xíu đi ạ. Tương tác cho em nha mọi người nha. Mọi người xem thiện chí ý kiến gì thì comment lên cho em với ạ. Không thích thì cứ comment em qua mẫu nha mọi người nha. Chào chị đẹp Sơn ạ. Rồi em qua mẫu nha. Em qua mẫu đây. Dạ phải nha anh Thoát Hà Giang Nữ nha. Phải ạ. À. Anh ơi, là hàng gỗ mà anh ít khi nào mà có sản phẩm nào hoàn thiện 100% lắm nhá. Đôi khi mình chơi gỗ thì mình phải chấp nhận bác ạ. Lên một cặp bình tỳ bà nha mọi người nha. Một cặp bình tỳ bà chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. Cặp bình tỳ bà chất liệu là gỗ đổi màu. Cặp này giá là 1,4 triệu nha mọi người nhá. 1,4 triệu là em bao ship về tận gia đình nhà mình ạ. À. Cặp này cao là 55. Đường kính là 10 và cao là 55 ạ. À. Giá là 1,4 triệu em bao ship. Đường kính 10 và cao 55. Chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. À. Chào anh Phạm Nam ạ. À. Cặp này giá là 1,4 triệu nha mọi người nhá. 1,4 triệu là em bao ship về tận gia đình nhà mình ạ. À. Mọi người đang xem live thì chi chốt mẫu nào thì comment lên cho em nha mọi người nha. Chào anh Phú Lê ạ. À. Một cặp bình tỳ bà chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. À. Lõi của gỗ có màu xanh nhá. Lõi của gỗ có màu xanh ạ. À. Chưng càng lâu thì màu gỗ lên càng xanh đậm càng đẹp, được gọi là gỗ đổi màu ạ. À. Đổi màu ở đây là đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm nhá. Đổi màu ở đây là đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm, được gọi là gỗ đổi màu ạ. À. Các bác đang xem live nếu như có ý kiến thắc mắc về gỗ đổi màu thì comment lên cho em nha mọi người nha. Cặp bình tỳ bà chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. À. Các bác đang xem live thiện chí với mẫu nào thì comment lên giúp em với ạ. À. Chào chị Vi Anh Đào ạ. À. Có bác nào thiện chí với cặp bình tỳ bà này không ạ? À? Mọi người xem live ý kiến gì comment lên giúp em đi mọi người ơi. Ai đang xem live comment tương tác cho em xin một chấm nha mọi người nha. Comment tương tác cho em xin một chấm đi ạ. À. Dạ anh Bùi Chí Luân ơi, cặp này chất liệu là gỗ đổi màu nhá. Cặp này chất liệu là gỗ đổi màu ạ. À. Gỗ đổi màu ở đây là cái lõi của nó là gỗ của
lõi của gỗ nó có màu xanh và nó sẽ đổi, ở đây là mình trưng càng lâu thì màu xanh của cái gỗ nó lên một ngày một đậm dần lên, có nghĩa là nó đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm, được gọi là gỗ đổi màu ạ. Không đổi sang xanh đỏ tím vàng nhé, mà đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm ạ. Trưng càng lâu thì màu gỗ lên càng xanh đậm càng đẹp, được gọi là gỗ đổi màu ạ. Anh Bùi Chí Luân thiện chí với mẫu này thì comment lên cho em nha. Chào anh Trung Phạm ạ. Mọi người xem like thiện chí với mẫu này không ạ? Các bác đang xem like comment tương tác lên cho em nha mọi người nha. Ngày hôm nay nhà em về rất là nhiều hàng luôn ạ, cho nên là các bác đang xem like nó cũng giá đấy không chốt được nha anh Thoát Hà Giang Diễn nha. Cặp bình củ tỏi thì giá của nó là 2,1 triệu anh Thoát Hà Giang Diễn ạ. Trả 1,8 triệu xong nghĩ sao còn hớ, sao quay lại kêu 1,5 triệu. Dạ anh Phương Nguyễn ơi, cặp này là 1,4 triệu nhá. Cặp này giá là 1,4 triệu ạ. Chào anh Đặng Thánh Thanh ạ. Gỗ nào thì nó cũng nứt như hết nha anh Trung Phạm nhá. Quan trọng là mình bảo quản năng gỗ thôi anh ạ. Có bác nào thiện chí với cặp bình đi bàn này không ạ? 1,4 triệu ạ. 1,4 triệu là em bao ship nha mọi người nha. 1,4 triệu là em bao ship về tận gia đình nhà mình. Các bác đang xem like thiện chí chốt mẫu nào thì comment lên cho em này. Mọi người có thiện chí với mẫu gỗ đổi màu này không ạ? Mẫu gỗ đổi màu này nhà em còn rất là nhiều hàng nha mọi người nha. Còn rất là nhiều hàng và nhiều mẫu mới rất là đẹp luôn ạ. Các bác đang xem like ý kiến với mẫu này không ạ? Dạ đúng rồi nha anh Phương Nguyễn nhá. Gỗ đổi màu ạ. Đổi màu ở đây là đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm nhá. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu ạ. Không đổi sang xanh đỏ tím vàng nhá. Đúng rồi anh Trung Mạng ơi, còn rất là nhiều mẫu đẹp nữa nha anh nhá. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nữa ạ. Có nha anh Dũng Cao nha. Có cấp đây ạ. Đây anh ơi, củ cóc đây ạ. Củ cóc chất liệu là gỗ đổi màu luôn ạ. Mẫu này cao là 55 nha anh Đặng Nguyễn nha. Mẫu này cao là 55 và đường kính là 10 ạ. Đường kính là 10 và cao 55, chất liệu là gỗ đổi màu đây ạ. Anh Dung Cao ơi, củ cóc này giá là 1,9 triệu nhá. Cóc ngang 30, sâu 19 và cao là 15 ạ. Chất liệu là gỗ đổi màu. Củ này giá là 1,9 triệu ạ. Củ cóc này được bên em hoàn thiện đục thủ công nhá. Đục thủ công bằng tay đấy ạ. Hàng liền khố không chắp kép. Củ này giá là 1,9 triệu em bao ship. Còn cặp bình tì bà này là 1,4 triệu ạ. Chào anh Hoàng Trương ạ. Cặp bình tì bà là 1,4 triệu. Còn củ cóc là 1,9 triệu. Mọi người đang xem like thiện chí với mẫu nào thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Comment lên cho em với ạ. Có bác nào thiện chí với củ cóc và cặp bình tì bà này không ạ? Mọi người đang xem like thiện chí xem mẫu nào thì cứ comment lên cho em nha mọi người nhá. Chào anh Hoàng Trương ạ. Dạ anh Nguyễn Văn Vượng ơi, gỗ đây là gỗ đổi màu anh nhá. Hai cái mẫu sản phẩm này là gỗ đổi màu ạ.